Dạ con xin mến chào và kính chúc sức khỏe anh toàn thể với cô chú anh chị mình đang xem kênh bonsai lục tỉnh miền Tây nha. Ngày hôm nay em có đến địa điểm vườn kiển của anh Vũ. Ngày hôm nay anh Vũ có một số cây bonsai để các là đa dạng để giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Thì với cô chú anh chị mình biết thêm thông tin chi tiết rõ ràng hơn thì mình gặp anh chủ vườn nha. Dạ. Rồi chào Vũ Vũ ơi. Dạ chào cô chú anh chị, mình đang xem kênh bonsai lục tỉnh miền Tây ạ. Hôm nay em có về một số cây cũng đa dạng mặt hàng như sam, trang, rồi có khế, me. Đặc biệt em có cây phi lao cũng mới vừa vô dây được ha. Thì mong cô chú anh chị mình ủng hộ em ha. Nhà vườn của em ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại em là 0939 106 333. Cũng là số Zalo của em. Dạ. Rồi, vậy mình vô cây đầu tiên luôn ha. Dạ. Phi lao. Cây mã số 1 là một Cây cây phi lao. rất là năng điều cây luôn quý cô chú ơi. Đặc biệt là cái nước da nó rất là già luôn đây. Rồi em xin vô thông số ha. Chiều cao từ mặt bầu nó tới đỉnh thôi được 45 ha. Tán dài nó được 90. Tán ngang là được 60. Hoành em đo nguyên cái cụm này thì Nguyên cầm luôn đi. được 85 hay không Rồi đâu vậy? mình đo thử một cái thang to to nhất cho Vũ. Đây, hoành bên cái thân to của cây phi lao là được 53 hả cô chú anh chị? Đây, đo vậy. Rồi. Thân bên đây, thân bên này là cũng được 30 ha. Cây phi lao mã số 1 này em xin giao lưu giá 2 triệu 500 ngàn, em bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi mình đổi cây luôn Vũ ha. Đứng dòm không à. Rồi mình vô cây số 2 luôn Vũ ơi. Em vô cái khế này luôn đi. Này em có khế này là khế chua ghép khế nhật cái ha. chua ghép khế nhật. Đây có trái lủng lẳng này với cô chú. Bông nó cũng đang ra nó đây. Cây có bộ đế cũng rất là quái ha. Thằng này Đế có sởm như con một em vũ nữ chân dài luôn với cô chú ơi. Rồi cho xin thông số luôn đi Vũ ơi. xin phép vô hồng số. Chiều cao từ mặt chậu tới đỉnh là 50 ha. Tán dài là được 60. Tán ngang như vậy được 35. Đo nguyên cái nồi dưới đây đi là được 43. Chỗ này là được 27 ha. Thân nó chỗ đây là được 16. Một cây khế chua ghép khế nhật mã số 2 em giao lưu giá là 1 triệu 100 ngàn ạ. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi vậy mình lên khế luôn ha chú. Đúng rồi, không thế đâu mà. Mã số 3 là một cây khế gân cũng ghép khế nhật luôn nha các bạn. Cái Cây này gần cũng ghép khế nhật đang cho bông cho trái nè quý cô chú. đang cho bông luôn, bông đẹp. Đây chùm trái của nó nè quý cô chú. Đây nó đang ra bông rất là nhiều. Đây, em ship cây em cũng gán gán em giữ mấy cái trái cho cô chú anh chị mình ha.
Rồi, xin phép vô hồng số. Tán dài của nó được 65. Tán ngang như vậy được 33. Chiều cao từ mặt bầu tới đỉnh là 35. Hoành thân nó được 25 ha. Rồi, đâu mình lấy cái cây bút lông mình hình dung mình kê vô cái cốt ghép thử nha Vũ. Đây. Đây, rất là to nha quý cô chú. Đây. Nó muốn bằng cây bút lông luôn. Đây. Cây khế gân, ghép khế nhật mã số 3. Em giao lưu 1.500.000 ha. Em cũng bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi, mình đổi cây luôn Vũ ha. Lấy mấy cây gần gần trước đi. Em có hai cây trang vàng. Trang vàng. Mã số 4 là một cây trang vàng đầu tiên. Cây rất là to luôn quý cô chú. Hoành nó có cái củ đây rất là to ha. Rồi, cho xin thông số luôn Vũ ơi. Chiều cao nó được 18. Ngang như vậy cũng được 18 luôn. Rộng thì được 16. Đo chỗ cái hoành eo này ha. Hoành eo là được 22 ha. Rồi cái cũ. Hoành cũ nó được 36 ạ. Rất là to luôn quý cô chú ơi. Rồi cây trang vàng mã số 4 này em giao lưu 400.000 ha. Bao ship toàn quốc ha. Rồi mình đổi cây luôn nha. Tiếp theo là một cũng là một cây trang vàng mã số 5. Cây này to hơn cây rồi đó quý cô chú ơi. To hơn cũ, nó chạc hơn. Hoành cũng to hơn. Chiều cao em nói được 20. Tán ngang như vậy được 17. Hoành eo em đo không có dính cái nhánh, không có dính cái nhánh này ha. Là được 23. Rồi, đâu mình đo chùm xuống dưới luôn, đo dính cái nhánh đó luôn. Em đo hết cái cổ. Là được 35 ha. 36 35. Cây trang vàng mã số 5 em giao lưu giá 450.000. Rồi em đổi cây luôn. Là một cây sam sắp đế mã số 6. Bế đều 24 giờ luôn, không tắm mặt nào hết chứ cô chú ơi. Rồi, mình đã học số luôn ha. Này em mới điểm nước dây định hình nha cô chú anh chị. Tán dài nó được 38 ha. Tán rộng như vậy được 22. Đo hoành ngay vị trí này là được 19 ha. Một cái thân như vậy là được 9 cm. Yeah. Rồi giá giao lưu luôn Vũ ơi. Giá giao lưu là 300.000 ha. Cái này thì cũng như tiền công thôi của chú anh chị ơi. Rồi. Dạ. Yeah. Em bao ship toàn quốc luôn nha. Rồi, đó cây. Rồi, lấy ở đây luôn đi. Mã số 7. Một cây linh sam ha, nó có một cái cành bay bay gì ha. Này em cũng mới điểm nước dây nha cô chú anh chị. Nó có cái dáng này chơi. Rồi mình đo hộp số luôn nha chú. Tán dài hiện tại nó là 65. Cái cành này là 40. Rộng như vậy là được 20. Chiều cao em nó được 25 ha.
em đo cái hoành chỗ một cái thân này trên đây là được 21 ạ, còn đây thì chắc cụm này chắc là to hơi khó ha, có một cái cũ chứ to lắm rồi anh chị. Đo chùm hết vậy là nó được 47 ha, nếu mà đo chùm luôn hết cái đây luôn tới 50 nha cô chú anh chị. Rồi cây sam mã số 7 này em giao lưu 800.000 ha, bao ship toàn quốc nha. Giá dễ chơi của chú anh chị ơi. Đây dáng thế nó đẹp quá. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Dạ. Mã số 8. Cây này với cô chú anh chị mình đem về mình làm cây là rất là đẹp luôn. Đây cái cũ nó đây, cây có cũ nha. Này em chưa có đôn lên ha. Cũ nó bự lắm chị. À da, đầm rồi. Cũng mới điểm nước dây thôi cô chú anh chị. Rồi mình đo hông số luôn chú ơi. Dạ. Tán ngang về được 52. Rộng được 25. Đo hoành ngay cái vị trí ngay cái eo này ha là được 29 ha. Rồi. Chạc với cái cũ của nó. Như vậy là khoảng được 45 ha, đo vậy đi. Rồi, tôi xin giá giao lưu luôn hả Vũ. Em giao lưu giá 800.000, bao ship toàn quốc ha. Rồi mình đổi cây luôn chú ơi. Tiếp tục một cây linh sam. Linh sam trong hình lá gí ha. Lá gí. Dạ. Cây tại cành rất là nó to. Già. Chì cành nó lớn lắm à. Mã số 9 phải không? Đông gồng đông ghiều hết. Cây rất là già cây luôn quý cô chú. Đây với cô chú anh chị mình xem cái dạng cốt cành của nó đây, rất là to. Đây. Bự bằng cái viết hết, bự hơn cái này nó bằng đầu gì bự của viết bút lông luôn á. Cây này nuôi cái thời gian mình nuôi chắc cũng 3-4 năm mới được như vậy hay Vũ. Dạ dạ. Mấy năm rồi. Rồi cho xin thông số luôn đi Vũ ơi. Tán ngang nó như vậy là được 50 ha. Tán rộng 36. Chiều cao từ mặt chậu tới đỉnh là được 30. Hoành em đo ngay eo này thì nó được là 18 ha. Rồi. Xích xuống chỗ nở này là được 25. Rồi mình đo thử chùm nguyên cái củ đáy nổi là thử luôn hay vô. Nguyên cái củ đế này được 60 ha. Rồi. Rồi một cây sam trong hình lá gí này mã số 9 em giao lưu giá là 1.100.000 đồng. Em cũng ship toàn quốc luôn ha. Em rút chậu nha, em ship em bó bầu rút chậu nha, chậu này nó xi măng nứt rồi. Rồi, giờ mình ép vô chậu đẹp nữa, đẹp lắm. Số 10. Số 10. Sam trái. Cây rất là già ha, nuôi cốt cành cũng lâu lắm rồi, cũng lớn lắm rồi. Hết thẹo luôn rồi cô chú anh chị, không có thẹo ha. Tại cành rất là to luôn quý cô chú ơi. Đặc biệt là cây có chậu xạ, chậu đẹp sẵn luôn Vũ ha. Ừ. Cái này em báo giá cây này em cố gắng em ship chậu luôn cho cô chú anh chị ha. Em làm kỹ kỹ. Rồi em vô thông số nha.
tán dài như vậy nó được 55, tán ngang được 30. Hoành đo ngay chỗ này đi là được 18 ha. Cây nó già quá, già luôn, nó chùm luôn dưới cái củ này đi. Đo như vậy là được 37 ha cô chú anh chị. Rồi, mã số 10, cây sam trái này em giao lưu giá 1.500.000. Em ship toàn quốc luôn ha. Rồi em đổi cây. Rồi anh tiếp của nó luôn đi. 11. Ôi trời. Ôi cái lỗ. Một cây giác bát đổ vũ ha. Cây rất là đẹp luôn quý cô chú. Đặc biệt là tay cành nó rất là to. Cái này cô chú anh chị mình chốt về có thể là mình xả kẽm được rồi nha quý cô chú. Ra một cây là sạch thẹo sạch kẽm luôn, đã hoàn thiện hết 100% rồi. Thêm một nước dâm nữa là nó mịn nám lắm rồi. Rồi mình đo thông số luôn đi Vũ ơi. Ngang như vậy nó được 50 ha. Chiều đổ này nó được 47, từ đỉnh đổ xuống đây ha, 47. Rộng về được 37 ha. Rồi cái hoành thân tại vị trí này, ngay cái chỗ nhỏ này đi. Là được 14 cm. Rồi mình đo nối xuống cái củ. Nối xuống cái củ này dưới đây. Được 20 ha. Rồi nguyên một cái củ lớn. Như vậy là được 33. Rồi một cây sam trái dáng đổ. Mã số 11 em giao lưu giá 1.800.000, em bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi mình quay chậm chậm lại xíu nha Vũ. Quay đi, mình quay chậm chậm thôi nha. Cái dáng rất là đẹp, từ thân nó to đây quý cô chú. Rồi giữ nguyên vị trí này nha. Đây, cô chú anh chị mình xem những cái tay cành nó ra đây, rất là đẹp. Còn bên mặt tiền của nó đây quý cô chú. Đây, những cái thẹo đầu cành này là nó liền luôn này nha quý cô chú. Cái lúc mà lúc trước cắt phôi đó. Đây, chúng ta kéo bít hết rồi. Giá là 1.800.000 thôi Vũ ha. Dạ. Rồi em đổi cây. Rồi luôn. Mình đổi cây luôn Vũ ơi. 12. Mã số 12 là một cây linh sam 86 ha. 86. Dạ. Cây nó cũng rất là già, tay cành rất là to luôn quý chú. Tán mịn ngằn hết luôn với cô chú ơi. Rồi em vô thông số nha. Tán dài như vậy là được 65. Tán ngang được 35. Em đo một cái thân đại diện này đi. Được 13 ha. Bên này cũng vậy. Rồi tổng vành hai thân luôn là được 22 ha. 22 cm. Đây thì đế nó cũng vậy đây cô chú anh chị. Này nó có đế ha. Dạ có đế. Đế đều đẹp hết chứ. Rồi cho xin giá giao lưu luôn Vũ ơi. Cây mã số 12 cây sam 86 này em xin giao lưu giá 1.300.000, em bao ship toàn quốc luôn chậu ha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo là một cây sam và lá chùm. Sông hình lá chùm với cô chú ơi, cây rất dạ. Là già
Cái này mã mấy rồi nè? Mã 14 ha, mã 14 vũ ha. Dạ. Mã 14. Sam song hình lá chung. Đôi tay cành lớn già ha, hẹo đầu nó gần bích luôn rồi. Còn hai ngón tay em ha. Đây. Kéo rất là mạnh luôn. Đặc biệt là tay cành ấy rất là to. Đây. Tay cành nó bự hơn cái đầu cây bút tông luôn quý cô chú ơi. Dạ. Cụ đế nó nhìn nó rất là đẹp, rất là quái như một con thú ngồi luôn nha quý cô chú. Rồi đo hôm số luôn Vũ ơi. Tán dài như vậy được 55 ha. Tán rộng là được 45. Chiều cao từ mặt chậu tới đỉnh là được 36 ha. Anh đo hoành chỗ cái eo này. Ngay eo nó được 23. Rồi. Mình đo cái củ đế đặt luôn nha. Đây. Củ đặt đo ngay vị trí này ha là được 36 ha. Rồi, đó như vậy được 36. Và nguyên củ đế nó được 42 ha. Đây củ đế rất là đẹp luôn quý cô chú ơi, củ rất là tròn. Rồi một cây sam song hình lá chung mã số 14. Em Zalo 1.800.000 ha. Bao ship toàn quốc. Rồi mình đổi cây luôn Vũ ha. Clip này em lên sam nhiều nghe cô chú anh chị. Đây sam trắng phớt hồng. Cái này mình ghép nha. Rồi đo hôm số luôn Vũ ơi. Tán dài của em nó là được 55 ha. Tán rộng như vậy là được 35. Chiều cao 37. Ở đo cái ngay cái cũ này đi ha. Đo tại vị trí như vậy đi, được 30 ha. Rồi. Còn mà hết cái bộ đế của nó luôn, không bên này lộn thức dây à, như vậy là được 44 ha con chú vậy. Rồi mặt phong của nó ra cũng rất là đẹp luôn quý cô chú ơi. Rồi cho xin giá giao lưu luôn cây mã 15 luôn Vũ ha. Mã 15 này cây ra sam có hồng giá 1.1 triệu ạ. Em bao ship toàn quốc luôn. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Mã số 16. Trong clip này em có hai cây me chua. Cây có củ đế rất là to luôn quý cô chú ơi. Rồi mình đo hôm số luôn chú ơi. Tán dài là được 80 ha. Tán ngang như vậy là được 50. Cao từ mặt chậu là được 55 ha. Đo chỗ cái eo của nó như vậy là được 19. Rồi đo mình đo nguyên một cái củ đó luôn ha. Cái củ của nó vậy, em đo vậy là được 37 ha. Củ như một trái banh thông luôn quý cô chú ơi. Đây. Đây. Củ nhưng mà đế này cũng vẫn bỏ đều nha quý cô chú. Rồi, cho xin giá giao lưu luôn Vũ ơi. Dạ cây này em giao lưu giá 900.000 ha. Em cũng bao ship luôn. Rồi em đổi cây.
cây me thứ hai mã số 17 cũng giá 900 ngàn luôn cô chú anh chị, mình thích cái dáng thế nào mình lấy cái đó ha. Cây cái thằng nó có cái cò quái cũng rất đẹp nha cô chú. Vô hôm sau tán dài về là được 75 ha, tán ngang như vậy là được 50, chiều cao từ mặt bầu tới đỉnh là được 50 ha. Bình thân em đo chỗ này đi, chỗ này là được 20 nè. Rồi đồ nguyên cái cũ luôn đi. Còn nguyên cái cũ như vậy là được 33 ha. Rồi đâu mình đo thử cái độ sổ dài của cái cũ để đặt luôn ha. Ở dưới này là được 40 ha. Rất là to luôn cô chú. Cũ đế sổ luôn. Độ sổ đo như vậy đi là được 22 nè, từ mặt bầu lên ha. Rồi. Rồi em cũng bán 900 đồng giá với cây kia ha, chị mình thích cây nào mình lấy cái đó ha. Rồi em đổi cây luôn. Mười mấy rồi? 18. Mã số 18. Đình Sam em... siêu bông ha. Dạ. Mới vô nước dây định hình nha cô chú chị. Nước này nước thứ hai rồi. Cái khủ nó rất là to luôn quý cô chú. Rồi mình đã hôm số luôn Vũ ơi. Tán dài là được 58 ha. Ngang như vậy là được 35. Chiều cao từ mặt chậu là được 40. Vành thân bên này là được 22 ha. Đây là được 18. Tổng nguyên cái củ của nó có một cái củ rất là lớn ha. 50 58 ha. Đây. Rồi mã số 18 cây Linh Sam này em Zalo giá 900 ngàn thôi cô chú anh chị. Rồi mình đổi cây luôn Vũ ha. Cây rất là đẹp luôn quý cô chú ơi. Số 19 cũng là mã số cuối cùng trong clip em ngày hôm nay ha. Cây nó có hai cái co rất là đẹp luôn quý cô chú ơi. Cây này cô chú sao mà có chú hỷ luôn. Cô chú anh chị mình chốt về cây này mình làm thạch cây là nó giá trị nó rất là cao nha. Rất là đẹp cây luôn. Rồi em vô hôm sáu luôn. Tán dài em nói là được 50 ha. Ngang như vậy là được 20. Chiều cao từ mặt chậu lên là được 33. Hoành thân bên này là được 21 ha. Này là được 27 ha. Tổng cái đế đặt của nó luôn. Để thước dây vậy là nó được 46 ha. Đây. Rồi mã số 19 là mã số cuối cùng trong clip này, em xin giao lưu giá 900 ngàn em bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi cái này cũng là cây cuối clip luôn vô ha. Dạ đúng rồi. Rồi cuối clip em xin chúc cô chú anh chị mình một ngày xem clip thật vui vẻ và nhiều sức khỏe thành công hết cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị ủng hộ em ha. Rồi em cảm ơn ạ.